Kính mời cô vào ngồi. Xin được cả cùng với ông Minh trưởng ban ban ngành giáo và cùng với cộng đoàn hướng về các đấng đến đây với giáo xứ cảnh sát chúng ta, cha cố chính sĩ Kim Bích cùng với cha chính sĩ giáo xứ Phúc Lâm, chúng ta cảm ơn các ngài trong sự hiện diện của chúng ta. Cùng với các cha, chúng tôi cảm ơn anh chị em, xin cảm ơn sứ cảnh sát rất nhiều, xin cảm ơn. Hôm nay dừng thánh lễ này tại giáo xứ cảnh sát, chúng tôi thấy mình trẻ lại 20 tuổi. Vì thấy không khí của giáo xứ cảnh sát niềm vui rộn rã. Giống như một ngày đầu xuân mới, mà đúng là ngày xuân, ngày của mỗi một thánh lễ cử hành là ngày xuân của chúng ta. Cho nên hôm nay đến đây, duy nhất là chú ban cho thời tiết giữa mùa mưa mà được một buổi chiều rất là khô ráo đẹp đẽ, mình chụp hình nó rất đẹp, và niềm vui của cả công đoàn hôm nay cùng với các cha, tôi ấy xin được cảm ơn giáo sư cảnh sát. Anh em trong công đoàn, gia đình của giáo hội thấy niềm vui, có niềm vui được đón chúng tôi, người của Chúa đến với anh chị em. Và chúng tôi cũng cùng như anh chị em vui được đến với anh chị em trong tâm thể của gia đình giáo hội Chúa, và cảm thấy sự gần gũi rất thân thương với tất cả công đoàn trong tình hiệp thông của giáo hội. Và hôm nay không khí của giáo xứ cảnh sát chúng ta quả thật là anh chị em biểu lộ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, biểu lộ cái sâu xa của sự sống trong tâm hồn của chúng ta với Chúa, với cộng đoàn, và biểu lộ cái sự chăm sóc cho con cháu chúng ta ngày hôm nay từ các cụ cao tuổi, rất đông các cụ cao tuổi, cái sự hiện diện của các cụ tuổi cao và sức yếu vẫn dành với tâm tư lời cầu nguyện cho con cháu mình. Mà như trong ông bà chúng ta nói, con có cha như nhà có nóc, các cụ giống như cái nóc nhà, cái nóc của giáo xứ, và cái nhà làm chưa đập được nóc thì là chưa xong. Cho nên con có cha như nhà có nóc, các con cái ở đây có các cụ cao tuổi, rồi cùng với các phụ huynh gia trưởng hiền mẫu, cùng với các anh chị giới trẻ và rất nhiều các hội đoàn như ông Chánh đã kể ra, mà cảm ơn tất cả các hội đoàn đều chung để làm nên cuộc lễ này. Từ trong nhà thờ chúng ta thấy có các em nữ sinh, có ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, có ca đoàn. Ca đoàn này hát rất là hay, xin cảm ơn ca đoàn. Ở chung quanh nhà thờ thì chúng ta thấy có hội kim nhạc, có hội trống, có các em trắc, các em rất là đẹp và ngây thơ diễn đạt cái tâm tình của Chúa, và đúng là Chúa thương yêu các em, các con rất là nhiều, mọi người trong ngoài, và từ các cụ cao tuổi đến các phụ huynh, mọi đoàn thể. Và hôm nay mọi người trang phục mặc đẹp quá, sứ cảnh sạch đẹp hôm nay, đúng là nhà Chúa thật là đẹp. Xin chia vui với tất cả anh chị em. Có một nhà văn vào thế kỷ thứ 19, ông ấy nói là cái đẹp nó cứu thế giới. Thì chúng ta thấy cái đẹp nó đi vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Có ba cái là cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái sự thật, cái sự lành và cái đẹp. Ba cái đó nó đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Mà cũng có một văn hào nói, có khi người ta bóp méo sự thật, có khi người ta làm mờ đi cái sự lành, nhưng mà cái đẹp đó thì không thể nào mà
cái đẹp nó cứ lớn lên từ một em nhỏ, cái đẹp nó lớn lên cả trong những cái chỗ mà tối tăm nhất, để cái đẹp nó nâng dậy cái lành và cái sự thật. Cho nên hôm nay chúng ta có cái vẻ đẹp của tâm hồn của đức tin, có cái đẹp của bên ngoài để nói lên lòng thành kính của chúng ta. Mọi đoàn, mỗi một hội, mỗi một nhóm, mỗi một vai trò, một màu áo rất là đẹp đẽ và nhìn là biết liền. Tôi thấy cha xứ nhìn vào, cha phó nhìn vào, biết đây là nhóm nào, và điều ấy cũng nói lên cái lòng mộ mến và cái truyền thống đẹp đẽ của giáo xứ cảnh sạch này. Và trong cái truyền thống này thì tôi thấy cái tinh hoa là các cô, các phụ huynh, các anh chị, những người đi trước truyền lại cho con cháu các thế hệ sau lòng tin, lòng mến của chúng ta và cái sự nhiệt thành phục vụ, nhiệt thành yêu mến nhà Chúa, nhiệt thành yêu mến sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là cái điểm son của giáo xứ cảnh sạch này, và tôi cảm thấy nó sống động với chiều hôm nay. Xin một lần nữa cảm ơn anh chị em. Và trong cái tâm tình của niềm vui hôm nay, cùng được chia sẻ niềm vui với anh chị em và cái đẹp, cái sự xuất sắc của anh chị em, tôi muốn nhắn gửi anh chị em điều này là chúng ta một cộng đoàn sống được thế này thì lại càng cần chúng ta có một nhìn đến mục tử là Chúa Giêsu. Chúng ta càng cần có người hướng dẫn chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta. Trong tinh thần giáo hội đang mời gọi chúng ta là sống hiệp hành, mọi người cùng chung hiệp thông tham gia vào sứ vụ cứu thế của Chúa, thì trong cái hiệp hành này có cái trật tự của giáo hội và làm cho cộng đoàn mọi người được nâng đỡ nhau trong cái sự hiệp thông sâu xa của cả cộng đoàn. Thì chúng ta thấy rằng 12 thánh tông đồ Chúa Giêsu thiết lập, Chúa không để sơ sài 12 vị, mà Chúa đặt một vị trong nhóm anh em, đó là thánh tông đồ Phêrô. Chúa đặt, Chúa trao, Chúa nói con là đá, trên đá này thầy xây hội thánh thầy. Chúa trao chìa khóa và nói thầy trao chìa khóa nước trời cho con. Và khi như thấy Augustine nói, Chúa trao chìa khóa cho Phêrô không những là cho Phêrô cá nhân này mà còn là cho cả các thánh tông đồ. Như vậy toàn thể công đoàn tông đồ có Phêrô làm đầu cùng chung hưởng các đặc ân của tông đồ Chúa mà loan báo tin mừng, lại có vị là người làm đầu trong anh em để dẫn dắt giáo hội. Mà anh chị em thấy giáo hội của Chúa nhờ có Phêrô và kế nghiệp ngài là các đức thánh cha, mà đức tin tông truyền từ ban đầu 2000 năm nay là một cho đến hôm nay. Nhờ có giáo hội mà có Phêrô làm đầu, kho tàng đức tin từ ban đầu hôm nay chúng ta được nhận trọn vẹn như vậy, là đức tin tông truyền, đức tin công giáo, đức tin thánh thiện, đức tin tông truyền. Cho nên chúng ta sống cùng một đức tin các thánh tông đồ đã lãnh nhận, và toàn thể giáo hội mãi mãi sống đức tin này cho đến ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Và như vậy cái nguyên lý của thánh Phêrô làm đầu quan trọng lắm. Dù giáo hội trao đảo thế nào, dù có nhiều cái ưu điểm, nhưng có những lúc mà cũng có những khuyết điểm. Lúc trao đảo như con thuyền giữa sóng biển, nhưng có Phêrô ngài dẫn dắt giáo hội và giáo hội vẫn tiến bước. Anh chị em nhớ ngày 27 tháng 3 năm 1999, khi mà Đức Thánh Cha ở tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc bây giờ đang thời Covid nặng nề, và Đức Thánh Cha Francisco ngài hiện diện một mình giữa quảng trường, và ngài dạy chúng ta một điều rất đẹp khi ngài công bố lời Chúa đoạn phúc âm Marco: sóng biển làm cho con thuyền như thể sắp sửa chìm, và các tông đồ hốt hoảng. Chúa
Giêsu thì nằm ở đàng lá mà ngủ yên. Câu nói thưa thầy, thầy không quan tâm sao? Chúng con chết mất. Chúa Giêsu đã trỗi dậy. Chúa nói với các tông đồ, sao các con yếu lòng tin vậy? Và Chúa đã truyền cho sóng biển im lặng. Và Thánh Đức Thánh Cha nói là luôn luôn trong giáo hội có Chúa hiện diện, đặc biệt Chúa Giêsu mục tử của giáo hội, là đầu của giáo hội. Các cơn sóng dữ dội, người ta tấn công giáo hội chăng nữa không sao, và có chính mục tử là Chúa Giêsu trong con thuyền. Và anh chị em thấy như 300 năm Hồ Thánh sơ khai của giáo hội Việt Nam sóng gió, nhưng mà nhờ vẫn có cái nguyên lý Phêrô làm đầu trong giáo hội mà được vượt qua, và chúng ta là con cháu được ở cái hạt máu từ đạo các thánh tông đồ. Vậy thì khi chúng ta sống trong một giáo xứ có những truyền thống sống đồ thế này, thì anh chị em cố gắng hướng lên người làm đầu trong giáo hội là Đức Thánh Cha, hướng lên người làm đầu của một giáo phận Đức Thánh Cha đã đặt là các giám mục của Chúa. Người làm đầu trong giáo xứ là có cha xứ của chúng ta. Và khi chúng ta biết là các cha xứ ở với cộng đoàn, các ngài không có gia đình riêng, mà gia đình của các cha là giáo xứ. Và anh chị em thấy các cha ở đây với anh chị em tận tâm tận lực, tất cả thời gian cuộc sống của mình là chăm sóc cái giáo xứ và lo cho giáo xứ từ lúc tấm bé. Các em mới chào đời mới nhận bí tích thánh tử và lo đến cho người quá cố được nơi an nghỉ. Tất cả và những sinh hoạt giáo lý cũng sinh hoạt các hội đoàn, các cha quan tâm và lo cho chúng ta. Đó là Phêrô của cộng đoàn. Anh chị em cố gắng để chúng ta có những cái ý kiến và xây dựng cộng đoàn, vì giáo hội muốn chúng ta tham gia, nhưng mà có sự hiệp thông và nhận biết ai là người dẫn dắt cộng đoàn. Và chúng ta biết rằng các cha làm đầu mục tử lại là người khi quyết định một điều nào thì rất đắn đo vào cái trách nhiệm của mình trên cộng đoàn. Cho nên không phải là sống một cái bề ngoài, mà là đi vào cái chiều sâu trong các quyết định của mình. Và như vậy chúng ta tin tưởng người làm đầu trong giáo xứ, toàn thể giáo xứ chúng ta tiến tới. Và tôi cũng biết là cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sạch cùng với quý cha và sự công tác gần gũi của quý chức ban hành giáo, chúng ta đang là ưu tư và đang là chuẩn bị một cái chương trình xây dựng cho ngôi nhà mục vụ nhà xứ của giáo xứ, và tu bổ lại những gì với thời gian nó có bị hư hỏng đi. Thì tôi cũng mong anh chị em chúng ta cứ theo nguyên tắc đó, mọi người chúng ta hợp nhất với nhau, có Phêrô làm đầu và dẫn dắt các sinh hoạt của giáo xứ của chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ có những thành quả tốt đẹp mà tâm hồn chúng ta cũng được sâu đậm ở sự bình an có Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay trong niềm vui hơn 200 con cháu chúng ta được lấy nhân bí tích thêm sức, tôi chia vui với anh chị em các gia đình và cùng với các gia đình xin cảm ơn quý cha đã chăm sóc cho các thiếu nhi, các tu sĩ nam nữ, các quý chức, nhất là các anh chị giáo lý viên huynh trưởng chăm sóc cho các thiếu nhi. Và nhìn sang góc kia, cha thấy các em mạnh thiếu đeo tấm khăn xanh biển. Các con hôm nay cũng dự lễ đông đảo với các lớp trên, hôm nay lễ nhận bí tích thêm sức thì một mai sẽ tới lượt các con. Và hôm nay sự hiện diện như thế này chứng tỏ là quý cha cùng tất cả quý chức và anh chị giáo lý viên để đi chăm sóc cho thiếu nhi. Và tôi cũng mong mỏi là mọi người chúng ta, nhất là xin các cha các giới vẫn chúng ta quý cha chăm sóc các hội đoàn vẫn cần thiết, nhưng mà lưu tâm đặc biệt tới thiếu nhi là tuổi trẻ, và ông bà chúng ta dạy là dạy con từ thuở còn thơ. Và anh chị em cũng biết không ai giữ thời gian lại được. Con chúng ta ở tuổi thiếu nhi có một đoạn thôi, không giữ thời gian lại được. Mỗi một ngày, một tuần, một năm là khác rồi, và tuổi đời nó cứ tiếp tục.
Nếu chúng ta sớm ý thức mà dạy con mình từ lúc còn thơ, thì con chúng ta được có lời Chúa, có lời khuyên dạy, có ánh sáng, có lời lành của mọi người và gương sáng của các bậc phụ huynh đi trước, mà con cháu chúng ta có được những kỷ niệm ấu thơ đẹp, có được những hành trang tuổi thơ để bước vào cuộc đời. Và chúng ta biết là thế này, con chúng ta một ngày sẽ lớn mà không có cha mẹ nào dù thương con cũng không thể là theo con mãi, mà cũng không nên theo con mãi, vì nó sẽ làm cho con mình nó không lớn lên được. Mà chúng ta cần dạy con mình làm sao để con chúng ta có thể tự lập. Tự lập là đứng trên đôi chân của mình, tự lập là biết suy nghĩ bằng khối óc của mình để thấy đâu là điều tốt làm, thấy đâu điều xấu bỏ, thấy đâu là điều phải làm, thấy đâu là điều trái bỏ, để cứ điều tốt điều phải vun đắp vào, chúng ta nên thân nên người và thành công, nhất là thành nhân và thành con cái của Thiên Chúa. Và quả thật các con, cha mẹ các con mong mỏi từng ngày con lớn lên có lòng đạo, con lớn lên tử tế với mọi người, anh chị em trong nhà, con lớn lên khỏe mạnh. Điều cha mẹ mong mỏi như vậy, các con cố gắng. Và lời cuối cùng, tôi cũng có nghe nói là một số các vị trong giáo xứ Cải Sọc này lúc nào cũng quan tâm tới đạo chủ viện của chúng ta, và ở giáo xứ Cải Sọc này có nhiều cái giúp đỡ cụ thể cho đạo chủ viện. Thay lời cho ban giám đốc đạo chủ viện, xin cảm ơn giáo xứ và cảm ơn các tâm lòng của các cụ, của các phụ huynh, của các ông bà nghĩ tới đạo chủ viện của giáo phận chúng ta mà giúp đỡ. Và anh chị em cũng biết là đa chủ viên chúng ta còn giúp đỡ các giáo phận ngoài Bắc, trong đó có giáo phận Hải Phòng quê hương của chúng ta, các giáo phận như Bắc Ninh, Hải Phòng, Phát Diệm, Hưng Hóa và các như Long Xuyên ở trong Nam. Như vậy trong chủ viên chúng ta có tất cả là 11 giáo phận khác nhau. Và năm nay chúng ta có 430 thầy, chưa kể các thầy giúp xứ sau khi đã hoàn tất chức học, chưa kể các thầy đi mục vụ sau khi đã hoàn tất thành học. Chúng ta có trong chúng ta khoảng 500 thầy, và như vậy là chúng ta đang vun đắp vào cho các mục tử mai sau. Xin cảm ơn tấm lòng của giáo xứ Cải Sọc và tất cả quý cô hương và các phụ huynh nghĩ đến giáo phận và các thầy. Và cũng qua đây cha cũng mời gọi các con cố gắng học hành, học giỏi lên, để các con nghe tiếng Chúa sẽ thế nào trong các con, sẽ có những người nghe được tiếng Chúa gọi các con dâng cuộc sống của con để trở thành người loan báo tin mừng. Các con bên nam bên nữ, các con xin ơn Chúa, và đó là cái phần đặc biệt trong giáo hội từ giữa cộng đoàn, Chúa gọi một số người phục vụ cho dân Chúa. Để cha cầu chúc cho các con, trong các con nhận đức tin thêm sức hôm nay có nhiều cái mầm và ơn gọi, và các con theo với những lớp và đang vun trồng ơn kêu gọi trong xứ, trong học, trong giáo dân của chúng ta. Một ngày kia các con trở thành những người tiếp nối cha anh đi trước của chúng ta phục vụ giáo hội. Vậy xin được một lần nữa chia vui với niềm vui sự sốt sắng của anh chị em, xin được chia vui cái vẻ đẹp của tất cả giáo xứ, và xin cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến cho giáo xứ, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Xin cảm ơn cộng đoàn.